Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của phân loại học. Bạn có ý nghĩ gì bởi phân loại học? Phân loại học là quá trình đặt tên và phân loại những thứ như động vật và thực vật thành các nhóm không có một hệ thống lớn hơn theo sự tương đồng và khác biệt của chúng. Một ví dụ phân loại học là gì? Một ví dụ về phân loại học là cách dùng sinh được chia thành vương quốc, phê lầm, lớp, trật tự, gia đình, chi, loài. Một ví dụ về phân loại học là hệ thống thập phân, đu quỳ, các thực viện phân loại sắp phi hư cấu theo cách phân chia và phân chia. Phân loại của một hệ thống là gì? Các phân loại đơn giản là một phân loại có trật tự của hệ thống theo thuộc tính các mối quan hệ giả định của họ. Một sơ đồ phân loại được xác định rõ ràng là rất cần thiết trong việc phát triển các kiến thức và phương pháp kỹ thuật về hệ thống chung. Phân loại dựa trên là gì? Phân loại học là cách của các sinh vật phân loại được dựa trên sự tương đồng giữa các sinh vật khác nhau. Một nhà sinh vật học tên là Carolus Linnaeus đã bắt đầu hệ thống đặt tên này. Phân loại học từng được gọi là hệ thống. Hệ thống đó nhóm động vật và thực vật theo đặc điểm và mối quan hệ. Mục đích của phân loại học là gì? Vâng, nó giúp chúng ta phân loại các sinh vật để chúng ta có thể dễ dàng truyền đạt thông tin sinh học hơn. Phân loại học sử dụng phân loại các thứ bậc như một cách giúp các nhà khoa học hiểu và tổ chức đa dạng của hệ thống trên hành tinh của chúng ta. Phân loại phân cấp về cơ bản có nghĩa là chúng ta phân loại các nhóm trong các nhóm lớn hơn. Mục đích của phân loại học là gì? Phân loại học nhằm mục đích phân loại sinh vật thành một phân loại trên cơ sở tương đồng về đặc điểm kiểu hình, tức là các đặc điểm được biểu hiện trong một sinh vật và có thể được kiểm tra bằng mật hoặc có thể được kiểm tra bằng phương tiện khác. Khái niệm phân loại là gì? Phân loại học là lĩnh vực của khoa học sinh học dành cho việc xác định, đặt tên và phân loại các sinh vật sống theo các đặc điểm chung rõ ràng. Nó khác xa với một chủ đề đơn giản, đặc biệt do những tranh chấp về các quy tắc phân loại thực vật và động vật. Nguyên tắc phân loại là gì? Nguyên tắc phân loại hoặc có hệ thống, hai nhiệm kỳ mà nhiều hay ít đồng nghĩa sử dụng. Nó có khoa học của nhóm đa dạng sinh học và loài, mô tả các loài và phân loại đa dạng này vào cấp cao hơn đơn vị phân loại phản ánh tiến hóa. Những lợi thế của phân loại học là gì? Tầm quan trọng của phân loại học: nó làm cho việc nghiên cứu các sinh vật dễ dàng. Nó giúp hiểu được mối quan hệ giữa các nhóm sinh vật khác nhau. Nó cũng giúp so sánh và nghiên cứu sự tiến hóa của các sinh vật theo hệ thống phân cấp của chúng. Các đặc điểm phân loại học là gì? Một đặc điểm phân loại học được định nghĩa và bất kỳ thuộc tính thể hiện nào của một sinh vật có thể được đánh giá vào có hay nhiều hoặc trạng thái hoặc điều kiện không liên tục. Các phân loại giá trị của một đặc trưng được tăng lên nếu ý nghĩa sinh học của đặc điểm đã được xác định. Tầm quan trọng của phân loại thực vật là gì? Tầm quan trọng phân loại thực vật: thứ nhất, sắp xếp các yếu tố hoặc phân loại thực vật thành một cách có hệ thống hơn để chúng có thể được hiểu rõ hơn và có thể được sử dụng dễ dàng và hiệu quả hơn. Thứ hai, để sắp xếp dữ liệu được thông tin và kiến thức về thực vật. Một nhược điểm của phân loại hiện đại là gì? Một bất lợi cho việc phân loại có nhiều bản phân loại dựa trên các đánh giá chủ quan, có thể được chia sẻ hoặc không được chia sẻ bởi các người tham gia. Điều này sẽ dẫn đến sự khác biệt về giá trị cảm nhận. Phân loại học đã phát triển như thế nào? Phân loại học là một phần của khoa học tập trung vào việc đặt tên và phân loại những nhóm các sinh vật. Một nhà tự nhiên học người Thụy Điển tên là Carolus Linnaeus được coi là cha đẻ của phân loại học, bởi vì vào năm 1700, ông đã phát triển và cách đặt tên và tổ chức các loài mà chúng ta vẫn sử dụng ngày nay.
Phân loại kinh doanh là gì? Ý nghĩa cụ thể của phân loại kinh doanh là một phân loại cụ thể cho việc sử dụng kinh doanh bằng cách xử lý các chức năng và quy trình kinh doanh. Ý nghĩa khái quát của phân loại kinh doanh là bất kỳ phân loại được sử dụng bởi một doanh nghiệp trái với kỷ luật học để tổ chức và quản lý nội dung của nó. Phân loại kiến thức là gì? Nguyên tắc phân loại kiến thức cho phép kiến thức để được biểu diễn bằng đồ thị trong một cách vẫn mà còn việc tổ chức và khái niệm bởi riêng lĩnh vực, chuyên môn hoặc các tổ chức nói chung. Các nguyên tắc phân loại hữu ích nhất trong việc tổ chức các kiến thức khai báo như được thể hiện bởi các hệ thống chẩn đoán. Nhớ subscribe để xem video kế tiếp. Cảm ơn.